quý vị hôm nay khỏe không? Dạ, chúng ta khỏe. Hôm nay chúng ta thọ Bát Quan Trai thì sẽ chia sẻ với quý vị, tại vì có những trường hợp chúng ta bố thí, nhưng mà Đức Phật nói có những trường hợp mà bố thí mình không được phước mà còn thêm tội. Bố thí là tốt, nhưng mà Đức Phật nói có 5 cách bố thí mà nếu mà mình làm á, chẳng những không phước mà còn thêm tội, thì như vậy thì chúng ta phải biết để mình tránh. Tức là những cái cách bố thí, cái nào là có lợi và cái nào là có hại, thì hôm nay để chia sẻ với quý vị. Thứ nhất, Đức Phật lúc bấy giờ Ngài ở tại tịnh xá Kỳ Viên. Quý vị biết tịnh xá Kỳ Viên của ai không? Các cô độc và thái tử gì? Kỳ Đà, cho nên gọi là Kỳ Viên đó. Kỳ là Kỳ Đà, Viên là tại vườn của Ngài Cấp Cô Độc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó, cho nên mới gọi là, gọi tắt là Kỳ Viên. Thì ở tại tỉnh xá Kỳ Viên, lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng, các vị, nếu chúng ta tu hành bố thí là một cái hạnh để xả bỏ được cái lòng gì mà kỳ trước chúng ta có học những cái từ xả bỏ được cái gì mà để chúng ta mới được phước như vậy. Đức Phật nói, nếu chúng ta biết tu hành xả ly hạnh bố thí thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái tâm gì, và từ cái tâm đó chúng ta được phước nhiều và chúng ta được an lạc giải thoát. Và xả bỏ cái gì quý vị? Tâm gì? Tâm tham. Mà tu hành xả đó, xả bỏ thì xả bỏ được cái tâm tham lam, thì từ cái tham đó chúng ta sẽ diệt được và chúng ta được công đức. Nhưng mà Đức Phật nói có 5 cách bố thí không những được phước, không những không được phước mà còn có hại. Thứ nhất là mình bố thí cho người ta vũ khí. Nghe vậy cho nên có nhiều vị nói mấy lần là không cho dao, không cúng dao cho chùa rồi có sao không? Vậy cái đó có sao không quý vị? Em quý vị thấy có sao không? Không sao. Công dao, nhưng mà quý vị cúng vô cho chùa, cúng vô cho đó là để xài, sử dụng. Nhưng mà mình biết những cái người mà cái tâm họ không có thiện thì mình không nên cho. Ví dụ họ thích súng thì mình đừng nên mua, đừng nên cho. Đừng do những cái vũ khí mình giết người, mình biết cái người đó không có tâm đạo, không biết tu, mình cho họ những cái vật dụng đó thì không khéo chúng ta tiếp tay. Thì cái đó là thứ nhất, là Đức Phật nói không những không được phước mà còn thêm tội. Cái thứ hai là bố thí độc dược. Là ai nói cô bây giờ ngủ không được, cô cho dùng 100 viên thuốc ngủ để cho, dám cho không? Bác sĩ dám cho không? Thì quý vị thấy là bố thí độc dược. Ví dụ người đó có cái tâm tà hoặc có cái tâm gì đó muốn chết hay muốn gì đó, thì quý vị nhớ khi mà bố thí mình phải để ý là vậy đó. Nếu bố thí độc dược là cũng tội. Cái độc dược này nó còn có cái ý ngay hiện tại bây giờ, nếu mình cho bia rượu nhiều là quý vị cũng thêm tội đó nghe quý vị. Nên đừng có mua đi đám dỗ, mua mấy thùng bia đem tới, là cái đó quý vị chuốc cho người ta say thêm cũng được. Mua mấy thùng rượu mang tới. Ví dụ có thể bố thí cho cái gì đó, cho nên nhiều vị nói đi đám dỗ cứ mua rượu, mua bia nhiều cô không biết. Nhưng mà cái đó vô tình, đó là cũng loại độc dược chứ không phải là thuốc độc, mới là độc dược. Mà hiện tại bây giờ trong kinh Đức Phật không nói rõ rượu bia, nhưng mà mình quán xét mình thấy nếu mà đi cho bia rượu thì cũng không khác gì độc dược hết. Cho nên là thứ hai là độc dược, thứ ba là bố thí bò hoang. Quý vị thấy lạ không? Bò hoang. Tại vì cái này để giải thích cho quý vị là lúc bấy giờ ở Ấn Độ, bò hoang người ta rất là trọng, người ta coi đó là một vị thần. Cho nên quý vị thấy ở Ấn Độ họ không có giết bò. Bò hoang đó là một cái loại, họ coi đó là vị thần. Cho nên nếu mà ai đi bố thí bò hoang này, tức là phạm tới thần thánh, là mang tội. Thì lúc bấy giờ, tại vì tùy cái quan niệm Ấn Độ lúc bấy giờ, người ta rất là trọng bò hoang. Cho nên nếu mình đi bố thí bò hoang, tức là phạm tới thần thánh, cho nên cái đó cũng tội. Cho nên từ cái văn hóa tập tục đó, cho nên Đức Phật cũng chế ra là cấm bố thí bò hoang. Cái thứ tư đó là con bò, bò hoang ở ngoài á, không có ai nuôi nấng này kia đó. Những con bò hoang đó là ta nghĩ là thần thánh xuống, cho nên là không được bắt những con đó để đi cho người khác.
để đi bố thí đi cho người. À là mình phải đem cái con bò đó mình cho người khác. Còn con bò mà mình không rụng tới thì không có sao. Thì đúng, mình không có, ví dụ mình thấy con bò hoang đó mình bắt, mình đem về mình cho người ta, hoặc mình bắt về cho mình, cái đó cũng không được. Nhưng mà mình cho nó ăn thì được không? Thì đương nhiên cho ăn thì được, tại bắt cho người ta đâu biết người ta mổ ở thịt ra. Cho nên nếu mà mình đem về mình nuôi nấng thì không sao. Thì cho nên Đức Phật mới cấm trong cái năm cái sự bố thí là bố thí bò hoang. Thứ tư là bố thí dâm nữ. Là cái này là không được, là nghe quý vị, thấy cô gái đẹp nào mà dẫn đi cho người khác là không được. Thì những cái này là cũng tạo thêm nghiệp. Cho nên thứ tư là chúng ta cũng cấm. Thứ năm đó là tạo miễu thần. Nên quý vị thấy nếu vậy thì Đức Phật cái ý ngày ngọc ngóng gì quý vị đi miễu sinh bà sinh ông rồi đó. Thì cái này cũng không được. Cái này là tại vì tạo thêm cái sự mê tín, tạo thần thánh để ban phước giáng họa đó. Tạo miễu tạo thần, tại vì cái đó để cầu sinh thôi. Miễu bà, miễu thờ là tất cả cầu sinh. Đương nhiên Đạo Phật chúng ta đương nhiên không phải là bác bỏ, nhưng mà chúng ta không nên cầu. Đức Phật nói là tất cả mình là do nhân quả nghiệp báo, mình không thể cầu sinh được. Thì năm điều này ngược lại Đức Phật mới dạy, trừ năm điều này chúng ta không làm, thì chúng ta ngược lại mình làm năm điều khác thì được có phước. Thì năm điều này nhắc lại cho quý vị nhớ. Thứ nhất là gì? Vũ khí. Thứ hai là gì? Độc dược. Thứ ba? Bò hoang. Thứ tư? Dâm nữ. Thứ năm? Thần tạo miễu thần đó. Mình có tiền mà đi tạo miễu thần cũng không có phước. Và quý vị đi xây chùa thì có phước hơn. Mà có tiền, mình nghĩ mình có tiền nhiều rồi mình đi tạo miễu tợ này kia đó, thì cái đó cũng không phải là một cái bố thí để có phước. Thì từ đó Đức Phật mới nói, thay vì làm năm điều đó, quý vị làm năm điều bố thí khác, thì chúng ta sẽ được phước. Thứ nhất là tạo vườn tược cho người ta trồng trọt làm ăn là có phước. Thứ hai đó là tạo cầu đường. Các vị thấy bây giờ các chùa cũng đi xây cầu, xây đường, sửa đường rất là nhiều, xây cầu đường đó. Thứ ba đó là tạo rừng cây, tức là tạo cây cảnh, trồng cây bóng mát. Cho nên ở đây có nhiều, có nhà mà thay cho trồng cây bồ đề cho, các vị biết nhà đó không? Biết không? Đó là hay trồng cây cho người ta cũng có phước nữa. Bất cứ cây gì mà tạo cây cảnh cho người ta mát mẻ, ta đẹp, ta thích, là cây cảnh mát mẻ cũng có phước. Cho nên quý vị về học học theo ráng xin bồ đề về trồng để cho. Nếu có cây bồ đề này đó, quý vị trồng mận đem vô cho cũng được. Trồng cây trái, tạo vườn cảnh cây trái, rừng cây, thì cái đó có phước, tạo cho người ta sự tươi mát, mát mẻ đó, thì đó là có phước. Quý vị có nhà là bố thí nhiều, quý vị ai muốn xin thì cứ đến đây xin nha. À, bố thí cây nhiều lắm, nhiều cây lắm, xin bao nhiêu cũng hết á. Cô nói rõ nhà nào? Nói rõ nhà nào quý vị biết hết trơn đâu, không cần nói. Quý vị cứ xin đi, nửa đêm cũng lấy cho, nửa đêm xin cũng được. Cho nên quý vị cứ yên tâm. Coi như là 24 giờ. 24 hour luôn, giờ nào quý vị xin cũng được á. Cho nên quý vị cứ xin, nhiều cây cảnh lắm. Cho nên là bố thí vườn tược cũng một trong những cái phước mà Phật nói đó. Thì thứ ba, thứ tư là tạo thuyền bè. Thuyền bè để gì? Đó là cái ý ngụ ý Đức Phật là những cái khi mà bị thiên tai lũ lụt rồi đó, thì có thuyền bè để cứu người. Đi vượt biên. Đó, thuyền bè vượt biên đó. Thì đó tạo thuyền bè. Vậy vị nào mà vượt biên mà lái thuyền mà đưa người rồi qua được những cái nơi chốn đó, người đó họ cũng có phước. Thì tạo thuyền bè để cứu người đó, thì cái đó cũng một trong những phước mà Đức Phật nói trong kinh. Và cái thứ năm là tạo phòng ốc, phòng xá cho người, giúp cho người ở. Thì ví dụ người ta giúp cho người ta ở một cái nơi ở an toàn, người ta giúp ở, ví dụ không lấy tiền lấy bạc, giúp cho mình ở nơi ăn chốn ở, thì cái đó cũng có phước nữa. Cho nên quý vị thấy Đức Phật rất là chí lý chí tình, để ý từng chút để chúng ta thấy. Thứ nhất là quý vị ôn lại năm cái điều chúng ta không làm, thì năm điều mình nên làm. Nói vậy hôm nay chắc về quý vị đua nhau trồng ớt, trồng đủ thứ loại cây đem đi cho để có phước không? Hoặc là xây giếng đó, xây giếng cũng được, cái đó cũng tạo được cái cầu, giống như cũng thuyền bè cầu đường rồi đó, tạo giếng cho người ta uống nước, những cái đó cũng là những cái phước. Thì năm cái điều, thứ nhất là tạo vườn tược, thứ hai là gì quý vị?
cầu đường. Thứ ba là gì? Trồng cây cảnh đó, tạo rừng cây mát mẻ đó. Thứ tư là tàu thuyền. Thứ năm là gì? Phòng ốc, xây phòng ốc cho người ta ở. Cho nên quý vị có chỗ ở, ví dụ ai tới xin ngủ một hai đêm quý vị cho ở, thì cái đó cũng là phước, tạo cái sự an ổn cho người khác. Xây trường học cho mấy bé. Cái đó trường học cũng tốt nữa quý vị. Cái đó là cũng giống như phòng ở để cho các em nó có chỗ học, nơi tốt, đẹp để có học hành. Thì cái đó là một trong những cái phước. Vậy mình, em với đồng học, sư phụ, vậy mình cái gì? Thỉnh thần tài. Là cái đó là ngoài cái sự tính của đạo Phật rồi. Thần tài ông Địa là trong nhà Phật không có dạy. Nhưng mà theo quý vị thì có nên thờ hay không? Quý vị thấy có thờ hay không? Nếu mà có những vị khác chưa phải là Phật tử hỏi mình là người Phật tử, là bây giờ làm ăn buôn bán, tôi muốn thỉnh ông Địa thần tài về thờ, có nên thờ hay không, thì quý vị khuyên sao? Không cần. Ví dụ người ta cho mình không lấy. Mình không nhận. Tại vì thưa quý vị là ông Địa thần tài là quan niệm từ văn hóa của Trung Quốc. Còn mình bên nhà Phật mình là không thờ. Thì không biết cái chuyện thần tài quý vị có ai nhớ không? Tại sao có ông thần tài á? Ông Địa thì đương nhiên là cũng từ kinh điển nhà Phật có dạy là có thần thổ địa thổ, thần cây, thần núi, thần sông, có nhiều loại thần. Nhưng mà không phải các vị thần đó có thể ban cho mình vàng bạc đất đai nhà cửa, không có. Mà mình phải tất cả mình phải tạo. Còn thần tài là cái duyên, là do có một vị đó rất là giàu có, đi làm ăn buôn bán, thì trên cái thuyền đi tự nhiên có một người tặng cho một vị, một người con gái, là vì con gái đó, và khi mà đem về nhà làm vợ, tự nhiên nhà cửa nó giàu có lên. Cái từ đó ông thấy là nhờ cái cô gái này mới được giàu có. Thì có một ngày ông giận, ông đánh cái nàng vợ của mình, ông đánh cái người vợ sợ qua cái chui vô thùng với cái đống rác để trốn, thì trốn rồi mất tiêu luôn và không thấy nữa. Và từ đó cái cơ nghiệp của cái ông trưởng giả này từ từ nó nghèo xuống, nghèo xuống, và người ta mới nói rằng cái vị mà đó là vị thần tài đã đem đến cho ổng, nhưng mà do ổng đánh thì vị đó mất, thì gia sản cũng nghiệp mất luôn. Cho nên người đó, người ta tưởng tượng ra hình ảnh, ta thờ vị thần tài. Cho nên là quý vị đừng nếu ai hỏi mình có nên thờ ông Địa thần tài không, thì nếu chúng ta biết thì chúng ta giải thích trước. Mình phải nói trước là nhà Phật tín ngưỡng là phải cái gì cũng nhân quả, mình tạo nhân gì sẽ gặp quả đó, chứ không ai có thể ban cho mình cái phước, ban cho mình cái phúc, mình phải tự tạo mới được. Hoặc là cái họa, mình không phải mình không thờ là Ngài không phải đem họa cho mình, hoặc là mình thờ thì hai vị đó đem tiền của cho mình, không có. Nhưng nếu cảm thấy không yên tâm làm ăn á, không yên tâm thôi, cứ thờ, cứ để nó cho nó yên cái lòng, thì cứ thờ, không có ảnh hưởng, tại nó cũng không tác hại gì hết. Cho nên quý vị nó giải thích xong rồi mình có thể mình khuyên, nếu hiểu như vậy nhưng mà cảm thấy không yên tâm, nếu thờ hai ông này tự nhiên cái lòng mình không có an để làm ăn á, thì thôi mình cứ thờ, thờ để giúp cho tâm mình an cũng được. Cho mình không phải là cấm hẳn 100, mà đừng cấm, tại vì cấm á, nhiều khi người ta không có an. Cho nên là mình giải thích, nhưng mà người ta chưa an thì cứ thờ. Một ngày nào đó khi mà hiểu Phật Pháp sâu rồi, tự động rồi người ta hết thờ. Tại vì người ta chưa an mà mình cấm hẳn thì rất là khó. Cho nên mình, nhà Phật mình luôn luôn biết tùy duyên là vậy. Có thể phải để ý để mình nói chuyện, mình đừng có cứng nhắc một cái điều gì hết. Cho nên tại sao mà cái hình ảnh ngôi chùa chúng ta luôn luôn có mái cong là vậy đó. Ngôi chùa Á Đông luôn có hình ảnh cong. Đó là ý nghĩa gì quý vị? Biển chuyển, tức là tùy duyên bất biến. Cho nên cái hình ảnh cong để thể hiện cho chúng ta thấy cái ý nghĩa là tùy duyên, uốn cong theo dòng đời, để mà mới thuần theo dòng đời, theo đời mới để chuyển hóa, mới hóa độ được. Còn mình cứng ngắc, ví dụ nói là nó đi tắm biển đi, nói cái luật Phật nói không được đi tắm biển, nên mình ở nhà cái nhiều khi mình độ không được. Mình có thể mình ra mình vui với mọi người, mình vui trong cái giới hạn nào đó, nhưng mà mình hướng họ có một cái sự an lạc thì điều đó cũng không có hại gì hết. Còn mình cứng ngắc thì mình khó độ. Cho nên mình làm điều gì mình phải uyển chuyển. Thì năm cái điều này là mình phải biết. Thì từ đó, và trong kinh Đức Phật cũng nói có 7 cách bố thí. Ngoài cái 5 cách này còn cái 7 cách nữa. Tại vì có lúc bây giờ có một vị
thanh niên tới thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, không biết sao đời con cố gắng nhiều lắm, con làm đủ thứ việc nhưng mà sao nghèo nó cứ nghèo. Bây giờ có cách nào Ngài chỉ cho con để được giàu có, để được sung túc không? Thì lúc bây giờ Đức Phật nói chỉ có tu hành bố thí. Thì lúc bây giờ cái vị thanh niên này mới nói con nghèo quá, lấy gì đâu để bố thí, cơm không đủ ăn, nhà không có để ở, áo không đủ mặc, lấy gì bố thí. Thì Đức Phật mới nói có 7 cách này để giúp cho vị, cho nhà ngươi có thể, cho con có thể được giàu có, được sung túc, được đời sống an lạc. Thứ nhất đó là nhan thí. Nhan thí là gì quý vị? Mặt tươi vui. Nhan thí không phải là bố thí nhan sắc đâu nghe quý vị. Đó là thể hiện cái khuôn mặt vui tươi, dễ thương. Ví dụ sáng vô thấy cái mặt chầm chầm là thấy là mặn không lên rồi. Phải không quý vị? Thấy sáng cô dạy bán vô chùa thấy ôm vỏ đi chí hững vui cười quá trời, ai cười theo á. Quý vị thấy không? Tự nhiên mà lên cái mặt mình vui tươi á, là người ta cảm thấy cái rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Cho nên ở nhà vợ chồng vậy, lỡ bữa nào mà chú quản bị mà nhăn nhăn, cô nói bố thí giùm tôi cái nhan thí đi, là để ý không nhớ làm cười. Nghe khi nào mà lỡ mà ai nhăn mình nói làm ơn bố thí nhan thí đi, là cần cái đó thôi, không cần gì hết. Nhan thí tức là cái nét mặt vui tươi dễ thương, đừng có sụ sụ. Mà quý vị đi mua đồ vậy, quý vị thấy không, nhiều khi vào mà thấy cái người bán mà họ khó chịu, họ nhăn nhó, mình cũng không muốn mua nữa, cũng sợ quá. Mà họ dễ thương là mình rút hết tiền túi mình mua. Thì cho nên Đức Phật cũng để ý cái khuôn mặt rất là dễ thương. Quý vị thấy, nói thật quý vị, khi mà trong khi đầu tiên đi đến bác sĩ Diệu Mai á, bác vô cái đập vô là bác sĩ rất dễ thương. Tại vui tươi mà nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương mà quan tâm, nói rất là dễ thương. Cho nên cô ở tỉnh Châu đó giới thiệu không sai người. Cái thể hiện cái ra bên ngoài rất là quan trọng. Cho nên mình phải thể hiện cái mặt. Nếu cái mặt mình còn khó ưa, tức là cái tâm mình nhiều quý vị, còn nhiều cái xấu, quý vị phải để ý để mình sửa lại. Ai mà thấy mặt mình họ cũng vui á, thì cái đó là mình có phước lắm. Mình không cần làm gì hết, chỉ cần thấy mặt mình họ vui là có phước rồi. Đó là nhan thí. Thứ hai là ngôn thí. Ngôn tức là gì? Lời nói. Lời nói không mất tiền mua đó. Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra đó. Chứ phải lựa lời mà nói cho vừa lòi nhau là cái chuyện bình thường rồi. Mà mình nói thì sao mà lòi tiền ta ra là cái hay. Quý vị thấy đồng tiền là đi liền gì? Liền khúc ruột. Mà quý vị nói sao người ta hoan hỷ, người ta đưa, người ta không vui vẻ, người ta không giận, người ta không hờn. Thì quý vị nói giỏi, nói đúng, nói tốt. Mà quý vị nói sao mà ta cứ bo bo ta giữ là mình chưa nói hay được. Cho nên ngôn thí cũng quan trọng lắm. Để mình nói cái lời dễ thương cho người ta mát lòng, mát ruột, sai cái gì người ta làm hết. Mà nếu quý vị nói sao ta khó ưa rồi là xin lỗi, một xu của ta cũng cho. Cho nên cái ngôn thí rất là quan trọng. Thứ ba là tâm thí. Tâm thí là bố thí cái gì quý vị? Cái tấm lòng. Tấm lòng chân thật, tấm lòng bao dung, tấm lòng từ bi hỷ xả. Ví dụ ai làm gì đó mình giận mình hờn xong mình nói thôi bố thí cho họ cho rồi thôi, mình vui vẻ xả bỏ, cái đó cũng là một cách bố thí. Chứ không phải mình chờ mình đem cái gì khác mình cho mới là bố thí. Mình bao dung hỷ xả với người, cái đó là tâm thí. Cái thứ tư là nhãn thí. Là gì quý vị? Là ánh mắt nhìn. Quý vị nhìn mà cứ liếc người ta là cái đó không được. Hoặc nhìn mà cái mặt hầm hầm trợn mắt lên thấy trồng trắng không thấy trồng đen đâu hết, thì cái đó không được. Cho nên quý vị vô phải thể hiện ánh mắt dễ thương. Mắt mình dùng một miếng không cần cắt, quý vị cắt hai miếng cắt cho to lên, nhưng mà quý vị nhìn liếc người ta cũng như không. Cho nên quý vị muốn có ánh mắt đẹp 3-4 miếng thì quý vị phải nhìn từ ái. Quý vị thấy Đức Phật không, Ngài luôn luôn Ngài nhìn xuống với cái ánh nhìn rất là từ bi, rất là từ ái, từ bi. Cho nên mình nhìn làm sao mà mình nhìn người ta nói rằng phải nhìn triều mến đó, lúc nào cũng dễ thương. Thì cái đó là cũng là một cách bố thí để giúp cho người. Quý vị đi đâu vậy, quý vị thấy người ta nhìn mình khó chịu, tự nhiên mình sao? Mình cũng có một cảm giác tự nhiên khó ưa rồi. Nó cái ông nó nhìn thấy ghét, hoặc cái bà nó nhìn thấy cái ghê. Thì cho nên ánh mắt cũng là một cái cách bố thí. Cái thứ năm đó là thân thí. Thân thí quý vị hiểu sao rồi?
Không phải thí thân đâu. Quý vị tưởng thí thân hả? Là thằng hành động đó, chứ quý vị tưởng đem cái thân để cho người ta, không phải. Mà tức là bố thí hành động. Tại vì mình nói không được, mình nói không hay thì mình im cái miệng lại, hoặc mình nói ra là người ta ghét. Mình nói ra nó vô duyên, tại vì mình chưa tu nhiều. Nhiều kiếp mình cũng chửi bới người ta nhiều quá, cho nên kiếp này lời nói mình nói ra là người ta ghét. Thì cho nên thôi mình tu cái miệng để im lại, mình thể hiện bằng hành động. Thay vì mình nói chị để tôi giúp cho thì khỏi nói, tới thấy người ta làm việc gì mình tới mình giúp. Mình đừng nói mà mình làm. Thì cái đó là bố thí hành động. Đó là một cách để bố thí chúng ta có phước. Cái thứ sáu là tọa thí. Là gì quý vị? Cho người ta chỗ ngồi. Đó, nó sẽ bớt cho người ta, cho thấy người nào lớn hơn, thấy người nào yếu chân hay gì đó, quý vị nhường cái chỗ ngồi cho người khác. Cái đó cũng là cách bố thí. Nên quý vị thấy Đức Phật chi ly không? Rất là chi tiết, để ý từng chút. Bố thí cái chỗ ngồi thôi mà cũng là có phước lớn, Ngài cũng dạy tận tình. Cái thứ bảy đó là phòng thí, tức là gì? Cho người ta chỗ ngủ đó, cũng một trong những cách mà giúp đỡ cho người. Thì các bạn, bảy cách này quý vị nhớ, mình chỉ cần ứng dụng những cái cách này trong cuộc sống thôi là lúc luôn, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng phước báo đầy mình hết. Thứ nhất là gì quý vị nhớ nhắc lại không? Một là nhan thí, hai là gì? Ngôn thí. Ba là gì? Tâm thí. Bốn, nhãn thí. Năm, thân thí. Sáu, tọa thí. Bảy là vòng thí. Bảy điều này quý vị ứng dụng trong cuộc sống. Và năm cái điều hồi nãy nữa là mấy điều? 12 điều. Năm điều hồi nãy nhắc lại quý vị tạo vườn. Được, hôm nay nhớ về trồng cây kiểng đi nghe quý vị. Tạo vườn tường. Thứ hai là cầu đường. Thứ ba là tạo cây trồng cây mát mẻ đó, lại là tạo vườn cho người ta làm ăn trồng trọt. Thứ tư là tạo cầu đường, thuyền bè. Thứ năm là phòng xá, xây phòng xá. Còn năm điều cấm thì quý vị biết rồi phải không? Những cái điều cấm đó mình không làm. Mấy điều như vậy mà không có nhẹ. Quý vị làm điều khác, mình mất hiến cái mắt hay là cái gì để mình gọi là cái đó là cũng là một cách bố thí. Cái đó tài nội thí đó, nội tài và ngoại tài đó, nó thuộc nội thí. Tức là bố thí mình cho hiến xác cho khoa học thì cái đó gọi là nội tài, cũng là một cái tài vật chất, nhưng mà vật chất về nội tài. Còn mình cho tiền của là ngoại tài. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Sư phụ, nếu trong gia đình mình có một người rất là tham lam, chỉ muốn tiền, mà nếu mình không cho tiền thì người ta ghét mình, thì mình phải làm sao? Không cho tiền là ghét. Tại vì mình biết người ta có nhiều tiền, mình không cho nữa. Là tiền người ta có rồi, có bó người ta cũng cất. Có cất rồi, muốn thêm thì cứ cho. Mình không cho nữa thì mình có phải tội không? Thì bây giờ có cách mình dụ đi. Mà nói thôi bây giờ muốn cho ông đồng rồi, bây giờ niệm cho con một câu niệm Phật. Ví dụ như đó, mình dụ từ từ giống ngày xưa thời Đức Phật vậy đó. Mình dụ được không? Tại vì không cho thì bị ghét. Nhưng mà cho thì tiền dư rồi, cho cũng biết làm gì, cất thêm cái lòng tham. Thì có thể mình tìm cách mình hóa giải, mình khuyên từ từ. Mình nói thôi, giờ hôm nay đọc ở nhà rảnh này, đọc dùng cho em, cho chị, cho con gì đó. Một cái câu niệm Phật này thôi, chỉ cần niệm ba câu thôi. Là không cho bao nhiêu? Dạ. Ba câu niệm Phật lượng trăm rồi quá ngon. Hoặc đọc câu kinh gì đó, hoặc là dẫn dụ một cái điều gì đó, từ từ người ta thấm. Cho nên mới kể quý vị có con ông trưởng giả đó, kêu vô là nghe chỉ cần tới chỗ Đức Phật nghe thuyết pháp về cho 100 đồng tiền vàng. Thì ông này vô, ông mua đó, nó dễ quá, ông vô đâu thèm nghe, ông ngủ một giấc, ông đi về. Cái bữa sau dụ hơn bước nữa, nó bây giờ con vô là chỉ cần con lắng nghe Đức Phật nói cái gì, con thuộc một câu thôi, con về nói cho ba biết. Thì vô nghe một câu, về được tăng lên tiền. Thì ông đi vài bữa, ông nghe nhiều câu, từ từ cái ông thấm. Cứ một lần vào nghe, nhớ thuộc cho ba một câu, thì người con ông trưởng giả này cũng nghe. Thì đi nhiều lần thuộc nhiều câu, từ từ nó thấm. Cái từ đó về ông nói thôi con không lấy tiền nữa.
Tại vì hiểu rồi, thấm rồi. Tại cho nên mình nếu mà thích tiền thì mình cũng cho, nhưng mà mình có điều kiện gì đó. Một cái điều kiện nhỏ thì để giúp cho người thân của mình tạo phước đức. Tại vì nếu mình không cho, không khéo ghét mình rồi nó đâm ra cuộc sống cũng không an vui. Cho nên cũng cho, nhưng mà tùy duyên, để mình đưa một điều kiện gì đó nó tốt. Rồi quý vị có ai hỏi gì nữa không? Sư phụ cho con hỏi cái này là cái dấu của cơ Phật, hoặc là hỏi sư phụ có giảng rồi nhưng mà con quên. Cái ấn này quý vị còn nhớ ấn gì không? Quên hết rồi. Năm cái ấn đó là hả? Thứ nhất cái đưa lên đó, cái ấn đầu tiên đó là gì? Ấn thiền định. Khi mà ngài giáo hóa xong á, thì ngài độ một người xong là ngài đưa cái tay phải lên, dễ vậy là ấn gì? Ấn giáo hóa. Còn cái tay này đưa lên là ấn vô úy, tức là không sợ. Còn mà đưa tay xuống là ấn gì? Cũng đưa tay này đưa xuống là ấn thí nguyện. Thí nguyện. Còn ấn địa xúc á, thì ngồi, một ngồi. Địa xúc tức là một tay trái để trên bàn, một tay phải đưa xuống. Tức là cái khi mà ngài vừa chứng đạo quả, ngài đặt tay xuống với dưới đất để chứng minh với trời đất rằng ngài đã chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cái đó gọi là ấn địa xúc. Ấn này là ấn vô úy. Còn mà cuốn tay vậy nhưng mà cầm lên vậy, tức là ấn giáo hóa. Rồi còn nhớ gì nữa không? Cái này giáo hóa, cái này vô úy. Còn cuốn vậy mà đưa xuống là ấn thí nguyện. Địa xúc là úp tay lại và đặt xuống đất, gọi là địa xúc. Ấn chuyển pháp luân là hai cái tay vậy nè, là chuyển pháp luân, là hai bánh xe tròn, nó giống hai bánh xe vậy đó, là ấn chuyển pháp luân. Đó đó, ấn vậy địa xúc đó. Cái tượng ngoài này nè, nhưng mà để nhầm, làm nhầm tay trái là không phải, tay phải mới được. Ấn của Phật Bà con. Ấn này là ấn kiếp tường. Mà nãy giờ có quay phim thì tụi con không nhớ. Không quay thì quên hết. Bây giờ nhắc rồi là nhớ rồi, phải không? Mượn phim. Dạ thưa quý sư, dạ, trong đạo Phật mình thì mình làm cái gì, điều gì là mình có phước nhất? Làm cái gì có phước nhất? Thì Đức Phật nói thật ra quý vị thấy cái phước không phải cái nào là nhất hết, mỗi cái nó có cái phước riêng hết. Nhưng mà tất cả cái những cái cách bố thí tu tập, thì ví dụ nói là bố thí là phước nhất cũng không phải, nhưng mà có nhiều cách. Ví dụ họ nói họ không tu bố thí mà họ tu cái cách họ tự tu kiểu khác, cho nên mình nói nếu làm gì có phước nhất thì nó không có nhất thiết. Tại Phật nói tất cả các pháp đó là tương đối, giống như những cái kinh này nói kinh này là nhất nhất, nhưng mà thật ra qua kinh khác cũng có nói là nhất. Thì cái đó là phương tiện để nói để chúng ta tu tập. Thì làm công việc gì mà với cái tâm thiện là có phước thôi. Rồi mình tích tụ những cái phước đó mà lăng tăng lên nhiều. Ví dụ thay vì mình nói là nói mình biết Đức Phật nói bố thí là nhất đi, cái rồi mọi người không chịu tu gì hết, không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật, cái suốt ngày cứ đi bố thí để có phước nhất, thì điều đó cũng không phải. Cho nên là mình không thể nói làm cái gì có phước nhất được, mà mỗi cái việc tùy tâm mình thì nó có cái ứng với cái phước nó như vậy. Cho nên trong kinh ngài cũng có dẫn chứng có hai người cũng ví dụ cũng bố thí. Quý vị thấy câu chuyện mà bà già cúng đèn không? Yeah. Bao nhiêu người cúng biết bao nhiêu tiền để cúng những ngọn đèn, nhưng mà bà già cúng đèn dầu và không có tiền, và chỉ mua ngọn dầu nhỏ, được một đồng tiền mua dầu nhỏ và ngọn đèn leo lét thôi, nhưng mà với cái tâm thành, cho nên cái phước nó nhiều hơn những người mà bỏ tiền của ra nhiều, mà một cái tâm cầu danh, với một cái tâm để cầu người ta báo ơn đền ơn, những cái tâm như vậy thì phước nó không nhiều. Cho nên làm bất cứ việc gì, dù mình nấu ăn, dù mình đọc kinh, thuyết pháp, bất cứ việc gì mà với một cái tâm rộng lượng, một cái tâm là muốn đem lợi lạc cho người, ví dụ nấu ăn muốn cho người ăn để khỏe, thuyết pháp không phải để cầu danh, để người ta khen tiếng tốt, mà người ta khen để mình giúp cho người bớt khổ, hoặc cái việc giúp người, đưa người ta qua đường để tạo một cái, với cái tâm tốt, nhưng mà về cái tâm đó thì mình có phước nhiều.
Còn mà với cái tâm mình nghĩ rằng về, mình nghĩ là cái người đó tôi đã từng giúp này, tôi đã từng cúng, tôi đã từng lo, mình nghĩ cái tâm đó thì phước nó không có bao nhiêu hết. Thì phước nó ít thôi. Thì làm bất cứ việc gì mà với cái tâm mình nghĩ tới cái lợi lạc cho người khác trước thì cái phước nó lớn. Còn nếu làm việc gì mà nghĩ để mình khoe danh, để mình cầu trước tướng, để mình cầu tất cả những cái gì lợi lạc thì cái phước nó không có, nó không nhiều. Đó là tùy tâm mình. Phước với đức như thế nào sư phụ? Là khác quý vị. Bữa trước cũng giải thích quý vị nhiều cái này rồi. Là cái phước là những cái gì mình làm ở bên ngoài. Quý vị giúp người, ví dụ đó chở người đi, hoặc là đó nấu cho người, mọi người ăn, hoặc là mình làm cái gì, cái hành động gì mà lợi lạc cho người ta. Đó giống như cho chỗ ở, cầu xây cầu đường, những cái việc đó là quý vị có phước rồi. Nhưng mà muốn có thêm đức nữa là thể hiện bằng cái tâm mình. Tức là mình xây con đường đó nhưng mà mình không cống cao. Nhiều vị làm xong, phải làm xong người ta phải đưa cái tên mình lên, phải khoe khoang, phải đăng báo, phải báo đài, phải làm cho nổi lên. Thì cái đó có phước thôi mà đức không có, tại vì còn cầu danh. Hoặc cái vị nấu ăn, hoặc cái vị làm bất cứ việc gì với cái tâm mình không cần ai khen chê, không cần kể công, thì cái đó thể hiện ra cái hành động, lời nói dễ thương nè, cái mặt mình thể hiện ánh mắt dễ thương nè, nói chung thể hiện cái phong thái của mình ứng xử khi tiếp xúc với người, mình dễ thương, mình tôn trọng, mình sống với cái tâm khiêm cung, thì cái đó là ta hay nói người đó gì, có đức độ. Đó là cái đức đó. Đức là đức tu, mình có tu, mình dẹp tham sân si. Tự nhiên người đó gặp cái gì hành động hoặc cái gì cũng dễ thương hết. Nhưng mà có những người hành động chưa dễ thương thì cái đó là chưa có đức đâu. Mà mới có cái phước. Quý vị làm phước nhiều, giúp nhiều người, nhưng mà cái phước nó là gì? Nó sẽ là hữu lậu. Phước nó không bao giờ có vô lậu. Mà cái đó là làm phước không, nó chỉ đạt hữu lậu. Tức là quý vị cũng được hưởng phước, nhưng mà rồi nó sẽ hết. Còn cái vô lậu là từ gì? Từ cái đức mình thể hiện ra. Cái đức là một cái tính, là một không đếm được, nó không có hình tướng. Thì cái đó nó đạt tới cái vô lậu. Cho nên cái đức tu nó quan trọng hơn là cái phước. Phước vẫn được. Chứ quý vị thấy ở đời này nhiều người tạo phước lắm không? Nhiều người rất là có tiền, đi giúp người rất là nhiều. Nhưng mà họ thể hiện ứng xử với người rất là hung dữ, rất là không coi trọng người nghèo, rất là khinh thường người. Thấy người nào này kia, những cái đó là chưa có cái đức tu. Họ chưa mới tạo phước thôi. Cho nên đức tu phải thể hiện từ lời nói, hành động, cử chỉ, mọi cái thể hiện cái sự khiêm cung, yêu thương, từ ái với mọi người. Cái đó là quý vị thể hiện cái đức. Cái đức là do cái tâm từ. Dạ, từ cái tâm mình mà ra. Bố thí nhiều khi cũng từ tâm, nhưng mà cái tâm còn cầu danh vọng thì cái đó chỉ có phước thôi. Dạ, thưa ni sư, mà hôm nay là ngày mùng 1 mà tỉnh đức đã thọ giới rồi, mà tỉnh đức giết con gián, tỉnh đức có tội hơn là chưa có thọ giới nữa. Quý vị thấy nó hôm nay mùng 1 mà đã mùng 1 rồi mà còn thọ bắt con trai nữa mà đi giết con vật thì có tội nặng hơn những ngày khác không? Nếu mà không thọ giới, thưa mà trước khi con giết nó, con nó đọc chú bạn sẽ... Mà nói chung nếu mà mình giết bọ mũi có tội không? Thì nói chung là làm cái nhân gì mình cứ gieo đó là mình cứ gặp quả thôi. Nhưng mà bây giờ cái phương tiện cuộc sống không thể nói không, tại vì nó là những con vật thì mình tránh được, thì lỡ tay đương nhiên cái nhân vô tình thì cái quả mình cũng vô tình thôi. Có những người nhiều khi vô tình, ví dụ đi mua đống dao về tự nhiên nó đớt xuống cái trúng ngay đầu người ta, người đó chết. Thì kiếp sau tự nhiên mình cũng gặp cái nạn nào đó, ví dụ vô tình người ta cũng rớt cái cục đá xuống lỗ đầu mình cũng chết. Gặp cái nhân vô tình thì cái quả nó vô tình. Thì đúng, tâm lý mình cũng có độc, nhưng mà thì mình gieo cái nhân thì mình có cái quả như vậy thôi. Chứ còn cái đó Đức Phật không có phán xét là mình có tội hay không tội, nhưng mà mình gieo cái nhân. Nhưng mà không phải thọ giới là quý vị nặng hơn, không phải đâu. Dù thọ giới hay không thọ giới, quý vị gieo cái nhân đó nó vẫn tội. Chứ nói vậy cái nhiều vị nó thôi để tôi không thọ giới, tại thọ giới nó tội hơn, cái thôi để ở ngoài đường thọ giới để giết nó nhẹ tội hơn, đâu phải. Cho nên dù hôm nay có thọ giới hay không, họ quý vị làm, quý vị vẫn tạo cái nhân gì, quý vị cũng gặp cái quả. Chứ không lẽ nó thôi, bây giờ con biết vậy, con ở nhà con giết cho nó nhẹ tội hơn, thì không phải. Thưa con, có đọc chú bản sanh cho nó. Là được rồi, với cái tâm từ mình đọc chú là được. Dạ.
Thì hỏi con. Dạ, chú hỏi gì? Ví dụ như bây giờ con có tiền, không có đủ tiền, này cũng có ít tiền ra thì con muốn mua gạo, con mua thứ cho những người mà không nên biết là ai là kèm giàu hết á. Con cứ bố thí cho như vậy con có bàn tạo được hay là được hết. Ủa, bố thí là có phước chứ đâu có mân tội. Có ít tiền mà cho ít thôi, cái đó có phước chứ không có mân tội. Dạ con thưa con coi muốn hỏi là gì không? Là định bố thí đó hả? Dạ. Có tiền ít cho nên muốn, ý nó là ít mà cho có được hay không á. Trời ơi, cho càng tốt không sao hết. Cho tốt. Tùy theo cái sức của mình cho không sao. Rồi quý vị thông hết chưa? Dạ. Rồi quý vị nhớ những cái bố thí đó nghe. Dạ. Lỡ ai mà nói gì khó khăn đó thôi làm ơn bố thí cho tôi nụ cười. Dạ. Bố thí cho tôi lời nói, bố thí cho tôi cái nét mặt dễ thương. Mình nói rồi nói nhắc cái bố thí để cho người ta nhớ, nhiều khi người ta không nhớ. Cái sân nó nổi lên rồi không nhớ cho nên quý vị nhắc. Nó bố thí giùm tôi không cần tiền, bố thí cho tôi cái nét mặt dễ thương là được rồi, cho ánh mắt hiền từ là được rồi, thì cái đó là có phước. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ A Di Đà Phật.